mê tời. Tôm tời mê. Tôm này hiện tại size 23 con đó anh. Quá tài. Dạ. Thấy đã ha. Nó chắc vỏ luôn á. Đều phải không? Đều băng à. Nó đều mà. Dạ. Giống như bi luôn à. Dạ đúng rồi, giống G19 á. Dạ đúng rồi. Vỏ tốt quá. Đúng rồi, vỏ tốt kìa. Ao này là diện tích là 1000 m vuông. Dạ. Mật độ thả. Mật độ thả ban đầu là 200.000. Ngao ngàn mới chứ thả 200.000, tức nghĩa mật độ 200 con mét vuông anh. Chợp này chắc nó cũng đều băng vậy á. Dạ rồi, hiện tại lúc 98 ngày sai 30 con có thu hết 16 tấn rồi anh. Bây giờ rồi còn 2 ao á, sai 30 con rồi mới sang qua qua 2 ao bên đây. Dạ. Đã ha. Đẹp thiệt. Nước quá là đẹp. Nước im luôn á. Thấy không? Nước quá đẹp. Nhìn cái súng này chứ. Anh qua đây em vớt tôm cho coi nè. Wow, đều băng luôn ha.